chào quý vị và các bạn. Sau buổi sáng mây nhiều, sương mù và mưa nhỏ, trưa và chiều nay miền Bắc trời sẽ chuyển nắng nhẹ. Nền nhiệt cao nhất ở khu vực phía Đông sẽ tăng lên được mức 25 đến 27 độ. Với khu vực phía Tây Bắc Bộ, nhiệt độ cao hơn từ 1 đến 2 độ, trời nắng ấm. Thủ đô Hà Nội cũng chịu tác động của đới gió đông nam ẩm nên trời nhiều mây, có sương mù vào sáng. Đến trưa chiều nay có lúc giảm mây, hửng nắng yếu. Nhiệt độ cao nhất đạt mức 26 đến 27 độ. Đến tối và đêm giảm về dưới 22 độ, trưa chỉ còn lạnh về đêm và sáng sớm. Với miền Trung, trưa chiều nay trời giảm mây, có nắng dọc 14 tỉnh thành. Nền nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế tăng được lên ngưỡng 27 đến 29 độ, trong khi ở khu vực các tỉnh thành phố từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, cường độ nắng mạnh, nhiệt độ cao từ 29 cho đến 32 độ. Thành phố Đà Nẵng sáng nay còn nhiều mây, có sương mù rải rác, nhưng đến trưa chiều trời có nắng, nhiệt độ cao nhất ngày đạt mức 28 đến 29 độ. Người dân tranh thủ khoảng thời gian tạnh giáo, dọn dẹp nhà cửa, vì từ ngày mai mưa sẽ gia tăng trở lại ở Đà Nẵng cũng như các tỉnh thành miền Trung. Ở khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, thời tiết ổn định, ít mây, nắng mạnh từ sớm, với thời gian nắng trong ngày kéo dài suốt 7 giờ sáng đến tận 17 đến 18 giờ chiều sẽ làm cho nền nhiệt trong ngày tăng cao. Như ở khu vực Tây Nguyên, mức nhiệt ngày sẽ lên tới 29 đến 32 độ, còn ở Nam Bộ, vùng miền Đông vẫn xảy ra nắng nóng với mức nhiệt cao từ 34 đến 35 độ. Miền Tây là 33 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh cũng nóng về trưa và chiều với nhiệt độ cao nhất ở mức 34 đến 35 độ. Đi cùng là hiệu ứng đô thị, phải đến tối và đêm không khí mới mát mẻ khi nhiệt độ hạ về dưới 27 độ. Đến đây bản tin thời tiết trưa ngày 8 tháng 1 của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC xin khép lại. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.